Hành trình xem nhà. Tầng 6 thì có một phòng sau và một cái thang máy. Thang máy với sân. Vâng, sân phòng. Có thang máy ưng kết rồi đấy. Xác định 3 tháng. Đây nó vật mọi thứ nữa. Thì nó sẽ rộng rãi hơn. Tiền thuê nó sẽ khác hơn. Em thì làm ở Nga. Tết xong rồi phải đi. Em ở Moscow. Cái xe cũng ở bên Nga đấy. Ăn Tết xong thì nếu mà mình nói thì mình sẽ có thời gian thôi. Hoàn thiện. Cái anh ở đâu, thành phố nào Nga? Em ở Nga, ở mắt năm sau xuống xanh một năm nữa rồi. Ở Việt Kiều. Ở Việt Kiều chứ, Việt Kiều. Thiết chất. Theo chị là ông đi mua nhà nhiều tiền đấy, ông bán nhà nhiều tiền hơn. Ông nào thì sắp có tiền. Ông bán nhà ông nhiều tiền hơn. Bán nhà thì sắp có tiền, mua nhà thì cũng có tiền.